Xin chào anh Đoàn Thành Được ở Bình Phước. Xin chào anh Nguyễn Xuân Phùng ở Hà Tĩnh. Và xin chào anh Nguyễn Duy ở Quảng Nam, Tiên Phước Quảng Nam. Em sẽ kết hợp cả 3 sản phẩm của anh em, 3 anh đặt hàng bên em test trong cùng một video này luôn. Thì ở đây 3 anh đều đặt hàng bên em mua là cái bộ sản phẩm một mic không dây màu đen. Và khi các bạn mua hàng sẽ có một mic như thế này, một mạch thu dành cho một mic, và bên mình còn cung cấp cho các bạn một số các cái rắc cắm đơn như thế này để các bạn có thể kết nối tín hiệu từ cái mạch mic này, mạch thu này đi ra cho loa kéo hoặc là đi ra âm ly. Giá sản phẩm cái bộ một mic đen này là 300.000 đồng. Mic này sử dụng tần số UHF và nó sử dụng hai viên pin 2A. Đây là pin sạc Daily Power, mình sẽ bỏ vào đây để chúng ta test hàng. Các bạn cho pin con thỏ hoặc con én vào đây cũng được nhé. Hiện tại mình đang kết nối với mạch loa kéo V3 để chúng ta test hàng cho cả ba anh. Đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Đoàn Thành Được ở Bình Phước. Đây là tay mic của anh. Đây, nó sáng đấy. Và dưới đây cũng sẽ có một bóng đèn sáng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là cái bộ mic đầu tiên hoạt động rất là tốt. Xong bộ nào em sẽ đánh dấu ra, đánh dấu ký hiệu và em để riêng ra luôn nhé. Dấu ký hiệu này. Và đây là hai ký hiệu trên sản phẩm của anh. Cảm ơn anh Được đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Để em zoom lại cho nó gần một chút nhé. Và bạn nào có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để các bạn đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Rồi để sang một bên nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang test hàng cho anh Nguyễn Xuân Phùng ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Cũng là một mic đen. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn. Hoạt động rất là tốt. Và đây là hai ký hiệu trên sản phẩm của anh Xuân Phùng. Cảm ơn anh Xuân Phùng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Rồi, chúng ta để sang một bên. Và cuối cùng chúng ta sẽ test hàng cho anh Nguyễn Duy ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đây, chúng ta bật lên thì nó như thế này. Dưới đây cũng có đèn sáng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mic này nó hút tiếng rất là thích các bạn ạ. Nó rất là nhẹ. Và cái sản phẩm này mình bán
từ năm ngoái đến bây giờ được rất nhiều bạn yêu thích. Và chất lượng cho thấy thì cực kỳ là ok. Nếu như trong tầm giá như thế này thì quá là chất lượng rồi. Bởi vì hiện tại bây giờ mình đang bán giá rẻ hơn các đơn vị khác cũng cùng loại mic như thế này. Rẻ hơn gần 100.000 cơ. Nhưng mà sản phẩm và chất lượng không đổi các bạn nhé. Rất cảm ơn anh Nguyễn Duy đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.